56, khoan đi đã. Chuyện gì vậy sếp? Có phát hiện vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Nguy, thiếu một người rồi. Sếp à, không thấy gì Bách Kiều. Sao kỳ quá vậy? Lớn vậy rồi còn đi lạc nữa. Cậu làm tổ trưởng kiểu gì vậy? Tổ viên biến mất lúc nào mà không hay. Cậu là tổ trưởng, phải gánh lấy trách nhiệm. Hãy tự nghĩ cách giải quyết đi. Yes sir. Có người nào bị lọt xuống núi không? Thôi đừng nói nhiều nữa, quay lại tìm máy trước đi. Chị Bách Kiều. Bách Kiều. Ê Lập Văn, Bách Kiều kìa. Bách Kiều, thì ra bạn ở đây hả? Có phải bạn bị điếc không? Gọi nãy giờ bạn không trả lời. Nè, con ngồi đây làm cái gì vậy? Mọi người lo cho cậu xảy ra chuyện đó. Bạn ấy sẽ không có gì đâu. Bạn ấy biết tôi làm tổ trưởng nên cố tình mất tích. Làm hại tôi bị phạt thì có. Không có dở dẫn như bạn đâu. Bạn đoán coi mình có tin bạn không? Mình ghét nhất là mấy người dở trò tiểu nhân. 41 mất tích là do sếp Phùng sắp đặt. Sếp Phùng, sếp muốn thử chúng tôi à? Kết quả làm chúng tôi rất thất vọng. Tổ viên với nhau không những không giúp đỡ lẫn nhau, còn làm tổ trưởng chỉ lo cho bản thân đi về phía trước mãi, hoàn toàn bỏ mặc sự an toàn của tổ viên ở phía sau. Rất rõ ràng không đủ tinh thần tập thể. Sếp Phùng, vậy là sếp chơi chúng tôi rồi. Có phải vẫn chưa biết lỗi của mình không? Nếu cậu làm tròn bổn phận thì sếp Phùng làm gì cũng không thể ảnh hưởng đến biểu hiện của cậu. Bây giờ không còn sớm nữa, phải đuổi kịp thời gian. Tiếp tục đi, mau lên. Yes sir. Yes sir. Các học viên, chúng ta đã tới trạm xích kính rồi. Cũng có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành đoạn đường thứ nhất. Có một tin mừng, chúng ta còn là tổ đến thứ nhất nữa đó. Tốt quá. Không ngờ tụi mình lại nhanh hơn các bạn nam nữa. Mình còn tưởng chắc chắn tụi mình sẽ tới chân nữa đó. Bạn tưởng con gái chúng ta yếu đuối lắm sao? Cũng là bởi kỳ dẫn dắt thôi. Nếu không đâu có chuyện thuận lợi như vậy chứ. Nhưng nếu không phải có người làm hỏng việc, mình nghĩ chúng ta có thể đến sớm hơn nữa. Các cô khoan vui mừng sớm như vậy, lúc để con đường chúng ta đi là dễ hơn các tổ khác. Chúng ta tới sớm là lẽ đương nhiên. Ý, các bạn nam tổ xe tới rồi kìa. Trời ơi, sao mấy bạn nữ tới trước mình vậy? Trời, không phải với người mấy nữ hả? Chẳng lẽ đi đường tắt? Ơi, đường này mất mặt quá à. Nhà đội trưởng bạn dẫn đường kiểu gì vậy? Sao các bạn nữ nhanh hơn mình? Xếp định ra đây. Chào cậu. Hai, sao trễ vậy? Bây giờ mới tới hả? Các bạn thấy đường tắt hay sao vậy? Vậy phải rồi. Không được nghỉ, cảm thấy mệt có thể là đây nghỉ 10 phút đi. Hả? Không được nghỉ. Vì cứu vãn tình thế chúng ta phải tiếp tục đi. Trạm kế tiếp mới nghỉ, chịu không? Chịu. Sếp, chúng ta đi trước nha. Ok, vậy tạm sao gặp. Rồi, bye bye, bye bye. Hả? Vậy có phải chúng ta cũng phải xuất phát không? Nè, mục đích chia tổ ra hành động không phải vì muốn thi đua. Quan trọng nhất là chia ra để nhận xét biểu hiện của các bạn và hy vọng các bạn hưởng thụ quá trình của chuyến đi này. Nếu muốn nghỉ ngơi một lát, mọi người có thể nghỉ ngơi. Ý, vậy chúng ta có thể uống trà chiều rồi. Nằm mơ. Phải đó. Ủa, sao đi lâu rồi mà chưa tới vậy? Đã đi 2 tiếng rồi sao còn chưa tới vậy? Có bị lạc đường không? À, Lập Văn à, cậu có kỹ lại đi. Mình nghĩ có lẽ lúc đó tụi mình quay lại một chút nên tốn thời gian, chứ sắp tới rồi, có phải không? Có lẽ đúng á, nếu phải thì còn thiếu một chút thôi. Chúng ta kiểm tra coi vị trí ngồi có đúng không? Chắc chắn chúng ta đi sai đường rồi. Đi sai gì chứ, mà đừng có muốn thiên hạ rối loạn nghe. Hồi nãy đi ngang ngã rẽ rồi đi tiếp 500 bước sẽ tới khu rừng nhỏ. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa phát hiện, rõ ràng là đi sai đường. Bạn có giỏi vậy không? Như vậy mà cũng tính ra, bạn đừng có gạt tụi mình nha. Tin hay không tùy bạn, bây giờ chúng ta quay lại vẫn còn kịp. Tin bạn thôi thì tin bản thân, mình nói đi về phía trước. Chúng tôi không có ý kiến. Có nghe không? Không có ý kiến kìa. Vậy tức là do mình quyết định tiếp tục đi về phía trước. Bám sáu vẫn sai đường. Không sai thì làm sao có đúng được. Cái đất tròn mà, chắc chắn sẽ tới. Xuống dưới trước, tiếp ứng các bạn. Hai người một tổ, làm giống như thường ngày huấn luyện. Nhớ kỹ, hỗ trợ lẫn nhau, có rõ chưa? Yes sir. Ok, tổ công tác.
3641, 2 cộng 1 tổ với hợp tác nha. Yes sir. Yes sir. Tại sao không nhìn thấy gì? Nè, cẩn thận đâu, cẩn thận không? Cẩn thận chứ. Nè, sao đâu, không bình thường đi, bình thường đi. Quả thật không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Đưa tôi chai nước đi. Không thấy gì cả. Cứu tôi với. Giữ chặt nha. Cố lên, cố lên. Cứu tôi với. Để. Cứu tôi. Nè đừng có ồ. Hai cậu bình tĩnh lên đi. Quá thật không nhìn thấy gì đang ở đâu vậy? Thử nước đi. Có sao không? Không sao, không sao. Ok ok lên xuống. Từ từ lên xuống đi. Thôi. Từ từ. Đừng có thi đua. Giơ chân thẳng ra, từ từ lên xuống. Giơ chân thẳng ra. Từ từ xuống. Từ từ thôi. Từ từ. Có phải hai cậu không có biết đóng vậy rất nguy hiểm không? Từ từ.